Dạ chào cả nhà nha. Hôm nay em lên video số 78 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 26 mấy câu ha. Thì giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Dạ đầu tiên em lên con máy số 1 nha. Máy số 1 em có một con Shimano Alivio 4000 ha. Con này đời xưa nha. Mà nó hoạt động ngon lành cả nhà. Ui sống lưỡi gà đầy đủ nha. Cước ngon. Đổi tay trái phải bình thường nha. Xe 4000. Hoạt động thì ngon lành. Đây cứ số 4 được 150 nha. Số 5 được 110 mét nè. Nói chung là nó có xước sát chút đỉnh nè. Hoạt động thì ngon. Giá bẹo. Rồi, mã số 1 nha. Nặng 290 gram, giá là 300 ngàn bao ship nha cả nhà. Số 1. Tiếp lên mã số 2. Mã số 2 có con Daiwa Dragon S 3500T. Con này size tương đương size 5000 nha cả nhà. Đây cứ số 5 cho được 150 nha. Con này hàng mất lên gia băng luôn. Đó, con máy cũng có xước sát chụp đỉnh nha. Hoạt động thì ngon lắm. Mình sống nha. Dạ cước ngon lành ha. Để kiểm tra cái lưỡi gà đó các bạn. Con này nó mất cái lò xo lưỡi gà nha các nha. Lò xo móc đây ha. Nhà về chế cái lò xo vô lại. Rồi, hoạt động thì ngon lành nha. Size 5000 ha. Một in ra băng. Đổi tay trái phải bình thường. Rồi. Này mã số 2 nặng 360 gram. Rồi, giá 450.000 bao ship nha cả nhà. 450 bao ship ha. Rồi mã số 3. Mã số 3 có con SNC BB 4000S. Con này là hàng Malaysia nha. Nói chung là con máy này thì nó tương đối thôi. Nó có xước sát ở dưới cái bụng này chút nè. Còn lại thì nó hoạt động ngon lành. Không có gì hết đó, nhờ tay à. Đồ mình sống lưỡi gà đầy đủ nha. Đổi ra trái phải bình thường, hoạt động cực nhẹ luôn á. Giá này là rất là tốt rồi nha cả nhà. Bè nè, 1.2 được 190 m, 1.5 được 150, số 2 vô được 130 m ha. Bán giá rẻ cột quần luôn. Số 3 nặng 300 g, giá 1.4 triệu bao ship nha cả nhà. 1.4 triệu cho con SNC nè ha. 4000 luôn. Giá không thể nào rẻ hơn được nữa. Càng xe nghe thấy ghét thiệt chứ.
Loại số 3 giá 1 triệu tư bao ship nha. Rồi tiếp đến mã số 4. Mã số 4 là giới thiệu cái nhà con Navi. Navi 4000 ha, con máy này thì mới tin. Không trầy xước gì luôn. Mới keng luôn. Trước còn là mô hình sóng lưỡi gà đầy đủ nha. Cái con máy này rất là mới luôn. Giá con video đã được giá này rất là tốt rồi nha cả nhà. Hoạt động thì bao mượt luôn. Đổi tay trái phải bình thường ha. Chặn hai chiều. Con này bao mượt luôn. Đây. Mã số 4 nè, nặng 350 gram, giá 1 triệu 1 bao ship nha cả nhà. Giá cực kỳ tốt. Máy mới kèn. Sơn nó không có trầy xước gì luôn. Cái số 3 được 200, số 4 được 150, số 5 110 mét. Rồi, số 4, giá 1 triệu 1 bao ship. Số 5. Số 5 giới thiệu cái nhà con Serona. Con này đời 2021, máy xài lướt nha cả nhà. Đấy, còn rất là mới luôn nha. 4.000. Ô bin sóng lưỡi gà đầy đủ nha. Máy cũng vậy, không có trầy xước gì luôn. Máy nó xài lướt thôi nha cả nhà. Xài 4.000. Con này tải rất là khỏe nè. Con này tải 90 kg bình thường. Loại này nó tinh giản cái nút hai chiều rồi nha cả nhà. Em ru nha. Mức rượt. Con này là hàng Mã Lai. Đây 4.000 XG luôn nha cả nhà. Serena là 4.000 XG. XGI gì luôn nữa. Đây. Giá mã số 5 nặng 280 gram, giá là 1 triệu 2 bao ship nha cả nhà. Serena 4.000 XG nha. Còn xài lướt. Giá 1 triệu 2 bao ship ha. Rồi, tiếp đến mã số 6. Mã số 6 giới thiệu nhà con Rim Kit ha. Rim Kit là 3.000. Con này thì nó size nó tương đương size 4.000 nha cả nhà. Rim Kit đây. Dây số 4 cho đường 150 m à. Thì con máy này còn cái hình thức thì còn khá đẹp, có cái cối thì nó hơi xước xước nhẹ nhẹ ha. Máy hình thức còn rất là đẹp. Xe 4.000, hoạt động thì rất là nhẹ luôn. Đường sóng lưỡi gà đầy đủ nha. Kiều. Đổi tay trái phải bình thường. Rồi, con này mã số 6 nặng 300 gram, giá 1 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Con này hàng Thái Lan nha. Rồi, một
giá 1,5 triệu bao ship, mã số 6, máy rất đẹp nha. Nói chung là cái dàn máy này nó đẹp, máy đẹp không à. Rồi, mã số 6, giá 1,5 triệu bao ship. Còn kit 3 ngàn, size tương đương size 4 ngàn nha. Rồi, mã số 7 giới thiệu của nhà con kit Caria. Kit Caria 3 ngàn ha. Thì con này cũng là size tương đương size 4 ngàn. Đây, kit Caria 3 ngàn. Dây số 4 vô được 150 m. Máy cũng khá là đẹp, có cái cối nó hơi xước xước nhẹ nhẹ. Bobin sóng lưỡi gà đầy đủ nha cả nhà. Xài tương đương xài 4 ngàn không có sâu. Chụp chặn 2 triệu, đổi tay trái phải bình thường nha, con nào đó cũng được em báo. Máy khá là đẹp luôn, nói chung là nguyên cái dòng lô máy này đa số là máy đẹp không. Nó đẹp và giá tốt. Rồi, con này mã số 7, nặng 280 g, giá 1,7 triệu bao ship nha cả nhà. Tất cả mấy con này đều có cốt trợ lực hết ha, thử ra mình khỏi nó không coi. Dòng này nó có cốt trợ lực hết rồi. Rồi. Mã số 7. Giá 1,7 triệu bao ship nha. Tiếp đến là mã số 8 nha cả nhà. Mã số 8 giới thiệu của nhà tiếp là con Dream Kit luôn. Dream Kit 3 ngàn. Con này thì mới tin. Về số 3 vô được 200 nè. Số 4 vô được 150 nè. Xe tương đương xe 4 ngàn nha. Bên sóng ra đầy đủ. Con này thì mới tin. Đầu thì rất là nhẹ nha. Hai triệu. Con máy mới kèn ha. Rồi, con này mã số 8, nặng 300 g, giá 1,8 triệu bao ship nha cả nhà. Máy 4 ngàn, xài 4 ngàn nha. Xe 4 ngàn quýnh, đánh đa dạng được ha, đánh thoải mái luôn. Rồi, mã số 8, giá là 1,8 triệu. Rồi, tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 giới thiệu cả nhà một con Daiwa Emblem á. Con này là Emblem Z. Emblem Z.
4.000 y á, đây qua 4.000 IT. Thì con này size tương đương nó là size 6.000. Túi số 6 cho được 150 nè cả nhà. Số 5 cho được 200. Con này hàng da băng luôn nha. Máy còn rất là đẹp nha. Mình sống nha, lưỡi gà đầy đủ. Đây nè, nó có cả chạy đây xíu nha cả nhà. Rồi có chút xíu đây đây ha. Đổi ra trái phải bình thường, hoạt động gì siêu nhẹ. Rất là đẹp nè. Size 6.000. Rồi. Đây mã số 9. Nặng 440g, giá 1.600.000 bao ship nha. Rồi, mã số 9, 1.600.000 bao ship. Tiếp đến là mã số 10. Mã số 10 giới thiệu cả nhà một con Frim 4.000G. Thì con này nó là size tương đương, nó size 6.000 đó nha. Dây BE. Dây số BE số 3 cho được 300m, số 4 cho được 220. Thì con này nó là size tương đương, nó size 6.000 đó nha. Ở Thái Lan ha. Con máy còn rất là đẹp luôn. Có dưới cái bụng này nó hơi xước nhẹ xíu ha. Còn lại là rất là đẹp. Thôi. Ui, sống đưa ra đầy đủ. Núm là như cái hộp vật vậy. Núm là như cái trứng vật vậy trời. Động cực kỳ nhẹ luôn. Rồi, đây là mã số 10, nặng 460g. Giá là 1.600.000 bao ship nha cả nhà. Máy cực kỳ đẹp ha. Giá 1.600.000 bao ship, mã số 10. Tiếp đến mã 11. 11 giới thiệu cả nhà một con Frim Kit 4.000. Con này cũng rất là đẹp nha cả nhà. 4.000 thì con này nó là hàng da băng nha. Made in Japan. Size 4.000 thì tương đương là size 6.000 của Shimano. Đây cứ số 5 vô được 200, số 6 được 150 nè. Đó, một con máy mới chát. Rất là nhẹ luôn. Đuôi sóng đưa ra đầy đủ nha cả nhà. Cái tiếng rắc nó kêu nó không có được lớn. Mới kèn.
Rồi, con này mã số 11 nặng 370 gram. Giá 2 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Size 6.000 ha. 6.000 cầu thoải mái luôn. Rồi, mã 11. 2 triệu rưỡi bao ship nha. Kèn. Tiếp đến mã 12. Mã 12 có một con tim lê hoa. Con này con tim lê hoa đánh nước mặn này nha cả nhà. Sun water nè. Tim lê hoa 4.000 REA. Con này là con quýnh trâu bò nè. Dòng này là dòng câu trâu bò luôn. GBE số 4 vô được 180 m. Dòng này trợ lực các thứ đầy đủ hết nha cả nhà. Đây con này thì nó hai cối. Đây. Con này một con nó hai cối nha cả nhà. Em có được hai con ha. Đây, con này nó hai cối. Má thì còn khá là đẹp á. Còn đẹp lắm nha cả nhà. Nó có cái nút này, cái nút này, cái nắp này nè. Nó siết làm sao mà nó có dấu như nứt. Nó siết cái nắp đó thôi. Động siêu nhẹ luôn. Hai triệu. Mấy con này có cốt trợ lực, trợ bá lửa luôn. Hàng giao băng luôn nha cả nhà. Rồi đây mã 12 nặng 500 gram, giá là 2.4 triệu bao ship ha. Rồi mình sống đi ra đầy đủ. Đổi trái trái phải bình thường. Rồi. Mã 12. Giá là 2 triệu. 2.4 triệu. Giá 2.4 triệu bao ship nha cả nhà. Còn hai cối ha. Size con này là size tương đương, nó là size 6.000. Size tương đương nó size 6.000 cả nhà. 4.000 đây qua. Size tương đương size 6.000 Shimano. Còn hai cối. Rồi tiếp đến là mã 13. Mã 13 cũng có con y chang vậy luôn. Con này đẹp hơn con kia. Đẹp hơn chút xíu. Mình sống rồi, lưỡi gà đầy đủ.
Rồi y chang ok nha nha. Ok, cái nút màu vàng, con này nút màu xanh. Đồng này nhẹ nhàng. Mấy con này cốt trợ lực cái chào bá lửa. Con này cũng hai khối nha cả nhà. Đây, bạn này cũng hai khối. Rồi. Mã 13 cũng nặng 500 g, con này 2,5 triệu bao ship nha cả nhà. Mới kèn. Tiếp đến mã 14. Mã 14 giới thiệu cả nhà một con Satiga. Con này con Satiga 4500. Satiga Black 4500 ha. Thì size nó tương đương size 8000. Còn khá là đẹp nha cả nhà. Nhỏ tay ha. Này đổi tay trái phải bình thường nha. Tay quay dần răng. Rồi. Đây, con này còn khá là đẹp luôn á. Dòng này vậy là còn đẹp lắm nha cả nhà. Rồi con này mã 14 nặng là 580 g, giá là 3,2 triệu bao ship nha cả nhà. Con Satiga nha. Tiếp tục với mã 15. Mã 15 giới thiệu cái nhà con đai hoa thì gần ít 4500 dắt 4500 là 2B 2 mặt đạn nha cả nhà. Thì con này size tương đương size 8 nhẹ. Đây số 8 vô được 140 m ha. Xe tôi đưa xe 8000, con này nó là hàng Korea nha cả nhà. Đây qua Korea ha. Con máy còn rất là mới luôn. Này nó có trầy đây xíu. Dấu bọt nha. Hoạt động này rất là nhẹ. Mới tin đó. Đó, một con trâu bò 8000, đổi là cá phải bình thường chẳng 2 triệu.
Rồi, con này mã 15 nặng 580 g, giá 700.000 bao ship nha cả nhà. Đến là mã 16. Mã 16 giới thiệu của cái nhà con Alex 6.000 ha. Nhưng mà con máy này còn tương đối sạch sẽ. Và nó có chạy dưới này. Đó, nó có chạy nhầm nhầm dưới này chút. Để tay quay xíu. Hoạt động thì nhẹ nhàng. Nguyên sống lưỡi ga đầy đủ. Cứ số 6 đường 150. Để có chạy đây xíu. Có nó bị tan tan đây xíu nha cả nhà. Không ảnh hưởng gì ha. Rồi, con này hàng mã lai, mã 16 nặng 530 g, giá 950 bao ship nha cả nhà. 950.000 bao ship. Quên. Con này đổi tay trái phải bình thường nha. Đây, chặn hai chiều. Rồi. Tiếp tục đến mã 17. Mã 17 giới thiệu ở nhà con ISO. Đó là ISO. Con này là cái mobile chết nha. Con Shimano là BBX EV 5000. Một con máy này, con này mới tinh thôi nha cả nhà. Không có dấu chạy luôn. Mới tinh hả? Tay cò ghét. Hoạt động rất là nhẹ nha. Cái chốt này trả qua đây thì quay nó nhẹ hiệu. Nó quay ngược nó nhẹ hiệu nha nha. Để thắng nè. Xài này không quen nè. Đó, thắng nè. Còn dạng qua đây thì nó nặng nha. Nó vẫn trả được, nó nặng. Đó, nó nặng lắm. Như cái thắng nó có thắng sẵn luôn. Đó. Tới thì rất là nhẹ ha. Này em không biết xài. Rồi con này là hàng ra băng luôn nha cả nhà. Máy mới tinh nè. Máy keng luôn á. Không có dấu xước gì, chày gì luôn. Xài 5.000. Chạy bằng 6 bạc đạn nha cả nhà. Rồi. Con này là mã 17, nặng 375 g, giá là 1.300.000 bao ship nha. Nhắc mày mày hả bưởi. Rồi. Mã 17, 1.3 bao ship. Tiếp tục là mã 18. Mã 18 giới thiệu ở nhà con Enos. Enos XT 6000. Đây cũng là một con máy cực kỳ đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Đây cơ số 6 được 150 nha. Con máy rất là đẹp ha.
dưới này có sức nhẹ nó xíu. Nguyên sống để gà đầy đủ, gà cước nhẹ. Hoạt động êm ái hay chịu. Rồi con này là hàng Mã Lai nha cả nhà. Đây mã 18 nặng 570 g, giá là 1,5 triệu bao ship ha. Máy rất là đẹp luôn. Rồi tiếp đó là mã 19. Mã 19 này cũng là con Anot ít tay luôn. Con này là 8.000. Thì con máy này cũng mới tinh. Con này mới tinh. Anot này nó cũng có nhiều đời nha cả nhà. Đây đó. Thì con này cũng mới tinh ha. Đổi tay trái phải bình thường. Đôi sóng đứa gà đầy đủ luôn. Là một con máy mới kèm. Rồi đổi tay trái phải bình thường luôn nha cả nhà. Con nào đón được em báo liền này. Con này cũng là hàng Mã Lai ha. Mã 19 là nặng 540 g, giá là 1,6 triệu bao ship nha. Thế mã 20. Mã 20 giới thiệu cái nhà con Integra 6.000. Đây. Con này là hàng da băng nha cả nhà. Đây nó có chạy đây xíu ha. Một dấu nhỏ xíu đây. Rồi có gì đó thôi nha cả nhà. Con máy khá là đẹp luôn. Con này đổi trái phải bình thường nha. Dạ cước số 6 thì được 125 m. Số 5 được 100, số 5 được 150 m, số 6 được 125, mà nó là rẻ là sai 6.000 này nha, rõ ràng ha. Chả hiểu. Hoạt động này rất là mượt mà. Đây, hai chiều. Đây. Rồi, đây mã 20 nặng 360 g, giá là 2,2 triệu bao ship nha cả nhà. Đó, công ty ra 6.000 ha. Tiếp đến mã 21.
21 giới thiệu cái nhà con Biomaster XT. XT là 6.000. Đây con máy trông còn rất là đẹp nha. Nó có chạy cái tay quay một chút xíu ha. Giờ đâu đây nè, đây là dấu nè. À, dấu. Đây số nhẹ nhẹ nha nha. Nhìn nghiêng mới thấy ha, nhìn thẳng thì cũng chả thấy. Hoạt động thì bao phê. Hoạt động thì nhẹ tay ha. Xài 6.000 nha cả nhà. Đây số 6 được 150 ha. Con này hàng giao băng luôn nha. Cái đít này, cái đuôi máy này nó có chạy xíu đây nha. Đây Biomaster 6.000. Thảo khỏe luôn. Thành các thể loại. Nhẹ tay tưởng mày kẹt chứ. Rồi con này mã số 10 số 21 nặng 570 gram, giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Nhẹ tay à. Tiếp đến là mã 22. Mã 22 giới thiệu cái nhà con Twin Power XT. Con này là con Twin. Đây XT 8.000 nha cả nhà. Cái số 8 thì được 150 nè. Một con máy còn khá là đẹp luôn nha. Động. Cái tay ha. Tay quay là tay quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường nha. Hai chiều. Sống đi ra đủ, có cục dây sẵn luôn nè. Đó. 8.000 luôn. Rồi. Mã 22 nặng 590 gram, giá là 2.100.000 bao ship nha cả nhà. Con tư huynh 8.000 nha. Rồi. Tục đến mẻ 23. Mẻ 23 giới thiệu với nhà con tư huynh. Con này con Tê Win 6.000 nha. Đây. Tê Win 6 lưỡi gà đầy đủ ha. Đó, con máy còn khá là đẹp. Đây nó có sức nhẹ nhẹ đây xíu nha cả nhà. Đổi tay trái phải bình thường nha. Hoạt động thì rất là nhẹ nha.
Nha Trang 2 triệu. Nó có chạy ra xíu nha cả nhà. Rồi. Thì 6 nhẹ. Đó. 23 nặng 560 gram, giá là 2 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Tây Vinh 6.000 ha. Rồi. Tiếp đến mã 24. Đây mã 24 giới thiệu cái nhà con Biomaster. Biomaster 6.000. 6.000 BG nha. Đây cũng là con máy mới can ha. Tay quay dặn răng đổi tay trái phải bình thường. Rồi bên sóng đưa ra đầy đủ. Đây nó có chạy một dấu đây nha cả nhà. Siêu nhẹ luôn. Con này là hàng Malaysia. Mã 24 nặng 585 gram, giá là 2 triệu 9 bao ship nha cả nhà. Rồi, 24. Tiếp đến là mã 25. Mã 25 giới thiệu cái nhà con Biomaster. Con này là Biomaster SW8000. Con này là SW8000 BG nha nha. Cũng là hàng Malaysia ha. Thì đây là con máy nó mới tinh. Mới can luôn, không có dấu chạy xước gì luôn. Kèn luôn ha, không có dấu chạy xước gì luôn. Tôi quay dặn răng, đổi tay trái phải bình thường. Trước mấy ông kia coi. Em lắc không được nha. Bỏ tay. Rồi, mới can luôn ha. Nhờ tay à. Rồi, con này mã 25. Nặng 560 gram, giá là 3 triệu tư bao ship nha cả nhà. Con máy không có một cháu trầy luôn ha. Không có một dấu trầy, không có một dấu xước gì luôn. Rồi. Mã 25, 3 triệu 400 ngàn bao ship.
Tiếp đến là mã 26, cũng là mã cuối cùng nha cả nhà. Mã 26 thì cả nhà con từ Winpower nha. Từ Winpower 8000 HG. Đây, con máy cũng càng sạc bèn nha. Này, nó có cấn xước nhẹ dưới này chút xíu ha. Đây dấu nữa nè, đây dấu nè, đây dấu nè. Đó. Đó, nó có xước ngay đây dấu, một dấu, đây, hai dấu ha. Còn lại là hết nha, máy đó, hoạt động này. Bao phê tôi chỉ có xước chỗ này chút xíu thôi nha cả nhà, đây đây xíu nữa ha. Tháp nghe HG, nhà đánh thoải mái luôn. Rồi. Đổ ra trái phải bình thường nha cả nhà. Rồi đổ ra trái phải bình thường nha. Đây là cốt của nó là hai đường răng này nha cả nhà. Nè, một đường răng nè, hai đường răng nè. Mở cốt này ra mà hai đường răng vậy là đổi tay trái phải bình thường nha. Chỉ là nó có một đường răng là nó có một bên rồi, một khoảng răng nhỏ, khoảng răng lớn rồi. Đó là đổi tay bình thường ha. Còn nào mà mở ra cốt mà nó chỉ có một đường răng thôi là nó chết một bên, muốn đổi phải có cốt khác ha. Rồi đây em này mã 26, mã cuối cùng, nặng 560 gram, giá là 3.700.000 bao ship nha cả nhà. Rồi em vừa giới thiệu đến cả nhà 26 mấy câu ha. Cả nhà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là Zalo nha cả nhà. Số điện thoại em có để dưới phần tiêu đề ha. Rồi chúc cả nhà có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo nha. Rồi, bye bye.